năm hành động là hắc tinh của mỡ máu, làm đúng chẳng sợ lo cholesterol cao. Mỡ máu là cần thiết cho hoạt động của cơ thể, nhưng mỡ máu cao thì lại gây hại. Những hành động đơn giản dưới đây có thể giúp bạn giảm cholesterol một cách hiệu quả. Mỡ máu là tên gọi thông thường của lipid máu, bao gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó phần quan trọng nhất là cholesterol. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề đầy hấp dẫn này thì hãy ở lại đây cùng Diệp đến cuối video, hoặc bạn cũng có thể để lại một bình luận tích cực ở phía cuối video ngay bây giờ để Diệp có thể được tương tác với bạn ngay nhé. Như các bạn đã biết, cơ thể cần có một lượng mỡ máu vừa đủ để hoạt động bình thường. Tuy nhiên, nếu quá nhiều cholesterol, đặc biệt là cholesterol lipoprotein, tỷ trọng thấp hay là còn gọi là LDL, làm tăng nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, bao gồm đau tim và đột quỵ. Với lý do trên, ai ai cũng muốn kiểm soát mỡ máu để đảm bảo sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là những người có cholesterol cao. Mặc dù vậy, việc giảm cholesterol cần có thời gian và hầu hết các nghiên cứu để xem xét sự thay đổi của cholesterol trong nhiều tháng. Tuy nhiên, một tin vui đến với chúng ta là trong thực phẩm và một số thói quen lành mạnh có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hơn về cholesterol và vai trò của nó cho cơ thể. Vậy nội dung của video ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau. Phần 1 là cùng tìm hiểu thêm về cholesterol là gì và ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta như thế nào. Khi chúng ta hiểu rõ về vấn đề này rồi thì mới có thể có một cái nhìn tổng quát để chúng ta chăm sóc được sức khỏe của chính mình. Phần 2 là 5 hành động thường ngày là hắc tinh của mỡ máu và chúng ta nên duy trì. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là cholesterol là gì, ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta như thế nào. Gan sản xuất cholesterol một cách tự nhiên. Cholesterol là một chất béo giúp cơ thể tạo ra hormone và tiêu hóa các thực phẩm chứa chất béo. Ngoài ra, cơ thể còn hấp thụ cholesterol qua các thực phẩm từ động vật, chẳng hạn như là trứng và thịt. Cơ thể không cần cholesterol từ thực phẩm và có thể sản xuất cholesterol ở mức cần thiết một cách tự nhiên. Xét nghiệm cholesterol xem xét hai loại cholesterol thông thường. Một là lipoprotein tỷ trọng thấp hay còn gọi là LDL. Loại cholesterol này được nhiều người coi là cholesterol xấu. Nồng độ LDL cao hơn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tắc nghẽn động mạch và vấn đề sức khỏe của tim mạch khác. Lipoprotein tỷ trọng cao hay là HDL, loại cholesterol tốt này có thể là giúp loại bỏ cholesterol và đưa chúng trở lại gan. HDL cao có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Cholesterol toàn phần là thước đo HDL cộng với LDL và chất béo trung tính. Nếu một người có cholesterol HDL thấp và cholesterol LDL cao, nguy cơ mắc bệnh tim mạch của họ sẽ là rất cao. Cholesterol cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đau tim. Thuốc có thể cải thiện mức cholesterol, nhưng song song với đó, các hành động dưới đây cũng có thể giúp bạn kiểm soát mỡ máu đấy. Vậy chúng ta hãy cùng đi tới phần 2 là 5 hành động hàng ngày là hắc tinh của mỡ máu. Thứ nhất là một chế độ ăn uống cho tim mạch. Một vài thay đổi trong chế độ ăn uống có thể làm giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch. Thứ nhất là giảm chất béo bão hòa. Chất béo bão hòa chủ yếu được tìm thấy trong thịt đỏ và các sản phẩm từ sữa nguyên kem, làm tăng lượng cholesterol toàn phần. Giảm tiêu thụ chất béo bão hòa có thể giảm cholesterol LDL hay còn gọi là cholesterol xấu. Thứ hai là loại bỏ chất béo chuyển hóa. Chất béo chuyển hóa thường được sử dụng trong làm bơ và thực vật, bánh quy và bánh ngọt. Chất béo chuyển hóa làm tăng cholesterol toàn phần. Thứ ba là thực phẩm giàu axit béo omega 3. Axit béo omega 3 không ảnh hưởng tới cholesterol LDL, nhưng chúng còn có một lợi ích tốt cho sức khỏe tim mạch. Ví dụ như là giảm huyết áp, thực phẩm chứa axit béo omega 3 bao gồm cá hồi, cá thu, cá trích, quả óc chó và hạt lanh. Thứ tư là tăng cường chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan có thể làm giảm sự hấp thụ cholesterol vào máu.
chất xơ hòa tan được tìm thấy trong các loại thực phẩm như là bột yến mạch, đậu, táo và lê. Thứ năm là bổ sung đạm whey. Đạm whey được tìm thấy trong các loại thực phẩm từ sữa, có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đạm whey dưới dạng thực phẩm có thể bổ sung làm cholesterol LDL hay là cholesterol toàn phần, chất xơ hòa tan cũng như là huyết áp. Thói quen thứ hai đó là tập thể dục hầu hết các ngày trong tuần và tăng cường hoạt động thể chất. Tập thể dục có thể cải thiện cholesterol, hoạt động thể chất vừa phải có thể giúp tăng cholesterol hay là lipoprotein tỷ trọng cao hay còn gọi là HDL. Cholesterol tốt, hãy tập thể dục ít nhất là 30 phút trên ngày trong 5 ngày trên một tuần hoặc là hoạt động aerobic mạnh trong vòng 20 phút trong 3 ngày trên một tuần, tăng cường hoạt động thể chất, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn vài lần một ngày có thể giúp bạn giảm cân và giảm cholesterol, bạn hãy thử. Thứ nhất là đi bộ nhanh hàng ngày trong giờ nghỉ trưa. Thứ hai là đạp xe đạp. Thứ ba là chơi một môn thể thao yêu thích để duy trì động lực, hãy cân nhắc tìm một người bạn để tập thể dục hoặc là tham gia một nhóm tập thể dục nào đấy. Tiếp theo đó là thói quen thứ ba là hãy bỏ thuốc lá. Bỏ hút thuốc lá là cải thiện mức cholesterol HDL, lợi ích sẽ xuất hiện nhanh chóng. Trong vòng 20 phút sau khi bỏ thuốc, huyết áp và nhịp tim của bạn sẽ trở về bình thường sau khi tăng đột biến do thuốc lá. Trong vòng 3 tháng sau khi bỏ thuốc, tuần hoàn máu và chức năng phổi của bạn bắt đầu được cải thiện. Trong vòng 1 năm sau khi bỏ thuốc, nguy cơ mắc bệnh tim của bạn chỉ bằng một nửa so với người đang hút thuốc lá mà thôi. Hành động thứ tư đấy là giảm cân. Tăng vài cân nặng cũng có thể góp phần vào tăng cholesterol. Tuy nhiên, bạn có thể giảm cân bằng cách thực hiện các thay đổi nhỏ trong lối sống. Nếu bạn thường xuyên uống đồ uống có đường, hãy chuyển sang nước lọc. Bạn có thể ăn vặt giữa giờ với bỏng ngô hoặc bánh quy giòn, nhưng hãy theo dõi lượng calo. Nếu bạn thèm đồ ngọt, hãy thử nước uống trái cây hoặc kẹo không có chất béo hoặc là ít chất béo. Tìm cách kết hợp nhiều hoạt động hơn vào thói quen hàng ngày, chẳng hạn như sử dụng cầu thang bộ thay vì đi thang máy, đỗ xe xa văn phòng hơn, đi dạo trong giờ giải lao hoặc nơi làm việc. Cố gắng tăng cường các hoạt động đứng, chẳng hạn như là nấu hoặc là làm vườn. Hành động thứ năm đó là uống rượu có chừng mực. Nếu bạn uống rượu bia, hãy uống vừa phải. Vừa phải ở đây có nghĩa là tối đa 1 ly mỗi ngày đối với phụ nữ ở mọi lứa tuổi và nam giới trên 65 tuổi, và tối đa 2 ly mỗi ngày đối với nam giới từ 65 tuổi trở xuống. Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm huyết áp cao, suy tim và đột quỵ. Vậy với thông tin vừa rồi, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như sau. Giảm cholesterol LDL có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các thói quen tốt cho tim có thể làm giảm cholesterol và cũng có thể cải thiện sức khỏe tổng thể bằng cách giúp duy trì cân nặng hợp lý và cải thiện việc kiểm soát đường huyết ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Điều này có nghĩa là ngay cả những người không có cholesterol cao cũng có thể cải thiện sức khỏe bằng các thói quen sống lành mạnh kể trên. Ngay cả khi cholesterol đã giảm, việc duy trì những thói quen lành mạnh này có thể cải thiện sức khỏe của bạn một cách lâu dài. Tuy nhiên, đôi khi các hành vi lành mạnh trên không đủ để giảm mức cholesterol. Vì vậy, bạn có thể sử dụng các viên uống thực phẩm chức năng như là paraffin để loại trừ mỡ máu. Thành phần có trong viên paraffin như sau. Thứ nhất là đậu nành lên men. Thứ hai là chiết xuất thêm giảo cổ lan. Chiết xuất cánh hoa hồng là 25mg. Chiết xuất xoài châu Phi là 2.75mg. Bột cúc vu 2.75mg, men gạo đỏ là 0.91mg, bột gừng đen là 0.05mg. Vậy công dụng của viên uống giảm mỡ máu này có tác dụng gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Giúp hạ mỡ máu, giảm tích tụ mỡ dư thừa. Thứ hai là hỗ trợ giảm xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ tổn thương tim mạch do cholesterol máu cao. Thứ ba là hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo. Bạn nên sử dụng liên tục cho tới khi bạn thay đổi được thói quen và lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống tích cực, cho tới khi bạn không cần bổ sung thêm một thực phẩm nào khác ngoài việc ăn uống nữa. Vừa rồi, trong video này Diệp đã chia sẻ với bạn là 5 thói quen hàng ngày là hắc tinh đối với mỡ máu cao. Vậy chúng ta hãy cùng duy trì những thói quen lành mạnh này nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết và áp dụng
cho cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.